Đây là một thử thách sinh tồn đầy khó khăn, để sống sót đến cuối cùng và giành được 1 triệu, có người đã mạo hiểm bắt cá trong lãnh địa của gấu, có người đặt rất nhiều bẫy và chờ đợi con mồi, có người đói đến mức kiệt sức và phải cố gắng níu kéo, có người dùng tay không đóng thuyền ra biển đánh cá. Chớp mắt đã 1 tháng trôi qua, Jose đã làm xong chiếc thuyền. Do là fan hâm mộ đảo hải tặc nên tôi đặt tên cho nó là Going Merry. Để biết được hiệu quả thì cần phải đưa xuống nước, nếu thuận buồm xuôi gió thì có thể dùng lưới để bắt cá và sẽ tiến gần hơn với giải thưởng triệu đô. Để tránh bị hạ thân nhiệt sau khi rơi xuống nước, Jose mặc áo phao trước khi xuống nước. Tiếp theo là phần thử nghiệm được chờ đợi từ lâu. Thật bất ngờ, thân thuyền rung chuyển khủng khiếp ngay khi nó được hạ thủy. Sau vài cú sải, anh suýt bị rơi xuống nước. Thông qua máy ảnh có thể thấy chiếc thuyền không được giữ thăng bằng. Jose thấy không ổn nên vội vã bơi vào bờ, có vẻ như nó sẽ không hoạt động nếu không được cải tiến. Anh hy vọng có thể tìm thấy vật liệu phù hợp trên đảo, nếu không, anh sẽ thực sự bỏ lỡ cơ hội di cư của đàn cá. Máy quay hướng về phía Larry, tình thế bên anh cũng không lạc quan chút nào, anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt khi đổi chỗ ở. Nhưng không ngờ tất cả dụng cụ câu cá đều không có gì, điều khó chịu hơn nữa là lũ chuột lại đến gặp anh. May mắn thay, chúng vẫn chưa tìm được anh để ngủ cùng, nếu không, anh ấy sẽ phải chuyển đi một lần nữa. Như đã nói, nó không thể được dung thứ, sẽ là ngu ngốc nếu chịu đựng thêm nữa. Vì thế anh quyết định đặt bẫy, tuy có ít thịt, nhưng nó còn tốt hơn là ăn cỏ. Đây là lần đầu tiên Larry làm bẫy, phải mất hơn 2 giờ làm việc mới xong. Cấu trúc có súng 4 hình cổ điển chịu bằng đá. Tiếp theo cho một ít thịt ốc thối làm mồi. Khi chuột tới, hãy biến nó thành chuột ép trong vài giây, ngồi đợi món ăn ngon được nấu. Tuy nhiên, thực tế đã cho anh ta một đòn đau. Khi nhìn lại cái bẫy, mặc dù đã kích hoạt, nhưng thậm chí không có một sợi tóc dưới tảng đá. Và tất cả mồi đã được ăn hết. Lần này Larry có vẻ bình tĩnh lạ thường, với suy nghĩ không bỏ cuộc, đặt lại cái bẫy và buông ra những lời cay nghiệt. Hy vọng tối nay tôi sẽ bắt được kẻ quấy rối nhỏ bé này. Khi màn đêm buông xuống, Larry vừa chuẩn bị đi ngủ, anh nghe thấy tiếng bẫy chuột được kích hoạt. Larry nhanh chóng lấy đèn và lao tới lần nữa. Đánh giá từ màn trình diễn của anh ấy đã thành công. Tình hình chiến đấu lúc đó là như thế này, nó đã chạy trốn vào gốc cây kia. Tôi nhanh chóng lấy ngọn giáo này và chọc vào. Cuối cùng tôi tiễn nó bằng một con dao. Đó là một đêm chiến đấu giữa anh và lũ chuột. Điều buồn cười hơn nữa ngoài Larry là anh chàng này. Anh ấy la hét rất lớn. Hóa ra David đang khủng bố với một con chồn. Bởi vì con chồn có một con lươn lớn trong miệng, nó sẽ mở miệng khi anh ấy làm nó sợ hãi. Tuy nhiên, đó là một con chồn chứ không phải là một con lợn, là thí sinh đói nhất mùa này. Về cơ bản anh đã ăn mọi thứ có thể ăn được, hôm nay anh phải cắn loại tảo khổng lồ này. Mặc dù thứ này rất có một lượng nhỏ protein, nhưng ăn nó rất dễ bị đau bụng. Để an toàn tốt nhất nên cắt thành từng miếng và nấu. Kết quả là bụng anh khó chịu vào ban đêm, mọi thứ anh ăn trong ngày đều được trả về thiên nhiên. Cơ thể đã yếu rồi, giờ lại còn yếu hơn nữa. Đã hơn 30 ngày không câu được một con cá nào. Sáng hôm sau anh muốn đổi địa điểm để giăng lưới. Kết quả là sóng biển lại cho đến một khúc cây khác. Chiếc lưới dù có chắc chắn đến đâu cũng không chịu được, xem ra không còn hy vọng ăn cá. Nghĩ đến sợi dây anh đã nhặt trước đây, David quyết định thử câu cua trong 1 giờ. Hồi nhỏ anh thường dùng cá chết làm mồi, không biết tác dụng ra sao khi thay thế bằng thịt nghêu. Thật bất ngờ, tôi đã bắt được một con, chỉ trong vòng 2 phút sau khi tháo cần câu. David ngay lập tức cảm thấy rằng đã khám phá ra một thế giới mới. Nhìn thấy rất nhiều cua lớn dưới nước, David quyết định nhân cơ hội này để làm nhiều hơn nữa. Đã câu được con thứ 2, rồi đến con thứ 3, rồi lại bắt được thêm một con nữa. Anh đã thu hoạch thành công 6 con cua trong thời gian ngắn. Anh ấy phấn khích đến mức không thể không hét lên. Anh đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng này, không ngờ phải đến hơn 30 ngày mới có được. Anh vui nhưng cũng có chút buồn. Gần đến đêm, David ăn thịt cua. Anh cho biết lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hài lòng như vậy. Mặc dù thịt tươi không bổ sung nhiều năng lượng, nhưng nó mang lại cho anh hy vọng về sự trở lại. Thử thách sinh tồn tiếp tục vào ngày thứ 33. Larry ăn chuột chắc chắn là chưa đủ, vì vậy anh kiểm tra lưới hàng ngày sau khi thủy triều rút. Không ngờ chiếc lưới cuối cùng cũng mở. Anh không chỉ câu được một con cá đầu to kỳ lạ, mà anh cũng bắt được vài con cua. Điều này khiến Larry rất vui. Điều khiến anh phấn khích hơn nữa là cảnh tiếp theo, cái bẫy thu hoạch thêm một con chuột. Larry cười khúc khích nhìn nó, cuối cùng mi cũng có kết cục này. Sau khi sắp xếp lại bẫy, anh hào hứng quay lại xử lý đồ ăn. Không ngờ anh ấy vừa làm thịt chuột, âm thanh từ bẫy được kích hoạt lần nữa phát ra. Anh ấy lại bắt được một con chuột khác, khi đang gặp khó khăn, cuối cùng anh cũng đã nhận ra niềm hy vọng. Mặt khác, hoàn cảnh ở Justin thật khốn khổ, anh ấy đã không ăn nhiều trong nửa tháng, những con chim xung quanh anh ấy còn ăn ngon hơn anh, không còn cách nào khác là phải vào bờ tìm vài con ốc, tuy có ít thịt, nhưng miễn là có thức ăn, sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu chỉ đủ sống. Có lý do tài nguyên trên đảo không tệ, chỉ cần không lười biếng thì sẽ không thiếu ăn, nhưng suy nghĩ của người nước ngoài luôn có thể làm bạn ngạc nhiên. Sau khi ăn xong bữa này, anh lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cảnh quay chuyển đến nơi Jose, chuyến đi của con thuyền của anh ta đã thất bại. Mấy ngày nay anh đang bận lắp khung thuyền, những chai như anh nhặt trước đó có thể rất hữu
hữu ích, chỉ cần tìm một vật nổi khác là anh có thể quay trở lại mặt nước, nhưng anh không tìm được. Đúng lúc anh chuẩn bị từ bỏ, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc phao bị bỏ rơi, và anh ấy còn nhặt được một bó dây thừng. Jose nhanh chóng di chuyển chiếc thuyền đến bờ trước, lấy khung đỡ ra và bắt đầu cố định nó bằng dây thừng. Anh tin chắc rằng ở vùng nước sâu nhất định có cá lớn, dù ở khá xa, nhưng để có $1,000,000 anh phải đánh cược sau khi lắp đặt chân chống của thuyền. Tiếp theo là khoảnh khắc thú vị, tưởng rằng nó thực sự trơn tru sau khi lắp giá đỡ phía ngoài, và nghĩ rằng sẽ sớm được ăn cá và thịt lớn. Jose trèo ngày càng mạnh. Tuy nhiên, thuyền vừa ra tới giữa sông, có một cơn ớn lạnh nhẹ phát ra từ mông. Nhìn xuống, cabin chứa đầy nước, khiến cho thuyền lắc lư và lung lay. Anh đành quay đầu lại, may mắn thay, đã bơi được vào bờ trước khi bị chìm. Sau khi kiểm tra cẩn thận chiếc thuyền, hóa ra có một lỗ nhỏ ở mép, anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để sửa chữa. Những suy nghĩ về sự tồi tệ bắt đầu tràn ngập trong tâm trí của anh. Thử thách đến ngày thứ 34. Những người khác đang làm việc chăm chỉ để nhận tiền thưởng. Justin đã ăn một ít ốc cho bữa sáng, bắt đầu tập thể dục nơi hoang dã một lần nữa. Sự cô đơn và lạnh lẽo quét khắp cơ thể ngay lập tức. Đầu óc anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng những ngày này chẳng đạt được điều gì. Ngoài việc tập tạ, anh chỉ ngồi một chỗ và không làm gì cả. Anh cảm thấy trên đời nhất định phải có hai thứ, đó là tinh thần phiêu lưu và sự khỏe mạnh về thể chất. Bây giờ có một cuộc phiêu lưu, hạnh phúc đã không còn. Như người ta vẫn nói, cuộc đời rất ngắn ngủi, tại sao lại phải kiềm chế bản thân chặt chẽ như vậy? Lúc này, Justin dường như đã có quyết định. Gọi điện trực tiếp để thoát khỏi thử thách. Sau khi thuyền của đoàn chương trình đến, anh nói anh không muốn sống một cuộc sống nhàm chán như vậy. Tiền có hay không không quan trọng, chỉ muốn được thỏa mãn và hạnh phúc. Nghĩ lại chỉ có anh mới tập thể dục ở nơi hoang dã. Sau khi Justin rời đi, trên sân chỉ còn lại 4 người. Bạn nghĩ ai sẽ là người tiếp theo bỏ cuộc? Mình là Sói Ngốc, cảm ơn đã xem video. Hẹn gặp lại ở tập sau.